Xin sư giải đáp giúp con. Một vị sư có được phép có bao nhiêu người hộ độ? Tài chính khiêm tốn có nên trở thành người hộ độ không? Và những điều cần thiết để trở thành người hộ độ? Rồi sư trả lời cái phần này trước ha. Thưa với quý vị, nếu như mà mình nói là người hộ độ đó, thì trong kinh Tạng có mô tả những trường hợp mà người hộ độ đông tới mức mà họ làm thành một ngôi làng luôn ấy. Là chỉ là một ngôi làng là toàn những người hộ độ cho các vị tỳ kheo thôi. Cho nên là cái chuyện mà hộ độ á, thì thứ nhất á, là không có giới hạn cái số lượng. Cái thứ hai đó là mình không nhất thiết là mình phải giàu, tại vì có những người hộ độ họ nghèo lắm. Họ tới họ giúp đỡ các vị tỳ kheo giúp đỡ như thế nào, ví dụ như là quét dọn đường đi nè, dọn rác nè, rồi cắt cỏ nè, rồi làm các việc mình gọi là cái người phụ việc chùa. Bây giờ thì người ta nói gọi bên Miến thì gọi là cấp bí giá, nhưng mà nếu mà gọi đúng thì đó gọi là cái người phụ việc chùa. Thì những người này á, khi mà hộ độ thì họ một số việc, ví dụ như là các cái món đồ ăn thì họ giúp cho vị tỳ kheo làm cho hợp lệ đó. Thì từ đó đó nó có cái từ cấp bí giá. Chứ còn nếu như mà cái gốc á, thì đó là người phụ việc chùa. Còn cái người thí chủ ruột á, thì nó lại là khác. Thí chủ ruột là như thế này nè, là có những vị đó là vì mến mộ một vị sư nào đó, có thư thỉnh á, là sau này mà sư có cần cái gì á, thì sư cho con biết thì con sẽ cúng dường. Thì vị đó đó gọi là đã được thư thỉnh, thì sau này đó vị này khi mà cần cái gì thì vị này có thể liên hệ với những cái vị thí chủ này. Cái người hộ độ nó còn là như thế này nữa nè, là ví dụ như á, sư đi khất thực ở khu vực xung quanh chùa Nam Tông ha, thì những người đặt bát cúng dường cho sư là những người hộ độ sư. Thì nói như vậy á, để quý vị thấy là cái khái niệm mà người hộ độ á, thì nhiều lắm. Còn người phụ việc chùa á, là những người mà đi vào chùa và phụ giúp các vị tỷ kheo đó. Và cái vấn đề này thì không biết là sư Tuệ Tường có bổ sung gì hay không. Dạ thưa Đại Đức, thưa quý vị, về cái ý nghĩa việc á, Đại Đức Hạnh Tuệ giải thích cho quý vị á, rất là rõ ràng, mà sư cũng đồng tình về ý nghĩa việc. Ở đây sư xin chỉ ở đây sư chỉ thêm cái từ mà gốc Bali đó, để lỡ quý vị nào mà có thắc mắc muốn dò từ điển hay muốn tìm hiểu sâu hơn á, không thì mình biết được cái hai cái đối tượng mà trong tạng luật á có nói, để quý vị có thể tham khảo tìm hiểu kỹ hơn. Đầu tiên á là Đại Đức Hạnh Tuệ có nói là những cái người mà giúp việc lên đến 500 người đó, 500 người mà vua Bimbisara gửi đến để phục vụ đó, mà họ thành lập một cái ngôi làng đó, ngôi làng họ sinh sống luôn để họ hộ độ cho chữ tăng, không? Thì những người đó trong từ Bali á là Aramika. Còn cái thứ hai Đức Hạnh Tuệ nói là bên cái nước quốc giáo giống như là Miến Điện á, thì hay cái dùng từ mà gọi là cấp bí giá đó, không? Thì cái từ đầy đủ á là từ đầy đủ á của cái người mà gọi là cho cấp bí giá đó, không? Để quý vị cho cái từ Bali á, để cho quý vị tìm hiểu sâu hơn đó, là từ cấp bí giá Karaka. Đó, thì quý vị muốn tìm hiểu rõ hơn về những khái niệm mà những gọi người gọi là người hộ độ, thì quý vị tìm hai từ này. Thì sư sẽ nhắc một lần nữa, đó là từ Aramika và từ cấp bí giá Karaka. Thì những cái từ này nè, quý vị muốn biết rõ hơn á, sâu hơn á, thì quý vị tìm ở trong thuật ngữ luật tạng của sư Giác Nguyên thì quý vị sẽ rõ hơn. Dạ, xin kết thúc cái phần trả lời ở đây. Dạ vâng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.
À dạ vâng. Sư nãy sư có quên một cái điểm này mà theo sư là nó cũng khá là quan trọng, tại vì là câu này, cái câu là quý vị hỏi là và những điều cần biết để có thể trở thành người hộ độ. À, thưa quý vị thì chúng tôi xin, riêng bản thân sư thì xin trả lời câu hỏi này cho quý vị rõ nha, có nghĩa là những điều cần biết như sao, như thế nào. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi này cách đây vài năm riêng bản thân sư cũng đã có thắc mắc này, có nghĩa là những cái gọi mình gọi là những cái tiêu chuẩn nào mà để là một người hộ độ theo đúng nghĩa đó, đúng nghĩa theo lời Phật dạy đó, đúng nghĩa đây là theo lời Phật dạy thưa quý vị, hay là đúng nghĩa theo tinh thần kinh điển, Tâm Tạng kinh điển, hay là Tâm Tạng kinh điển Pali, hoặc là kinh điển còn gọi là kinh Nikaya đó, những tiêu chuẩn nào thưa quý vị. Sư có hỏi một vị trưởng lão là người dịch tăng luật và cũng là người thông thạo Pali chú giải, thì sư mới hỏi là bạch ngài, để trở thành một cái người mà hộ độ, hay là gọi từ Pali nãy sư nội mới đưa hai từ Pali cho quý vị đó, có nghĩa là cá bí giá, cá bí giá cá thác cá, hay là người Aramika, thì những tiêu chuẩn nào, thì ngài 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 trả lời như vậy. Ngài nói là để mà gọi là một người mà hộ độ cũng như giúp cho quý chư tăng về nhiều, trên nhiều phương diện, thưa vị, trên nhiều phương diện nha, mà cái chi tiết mới nãy là để kinh tế có kể cho vị đó, có nghĩa là về làm thành thực phẩm, rồi về cất giữ các vật dụng đó, vân vân, không? Thì tiêu chuẩn nào thì ngài ngài mới nói như vậy. Ngài mới nói là để là một người hộ độ theo đúng nghĩa thì người đó phải cần có hiểu luật gần như thông thạo, có nghĩa là hiểu luật đó, thông thạo gần như một vị tỳ kheo. Chỉ vì đó nghĩa là cái điều quan trọng đó, nghĩa là phải thông thạo hiểu luật như vị tỳ kheo thì mới có khả năng mà hộ độ theo đúng đúng trong tinh thần mà luật như vậy. Thì ở đây xin nhấn mạnh một lần nữa là cho quý vị, để quý vị hiểu rõ là để những cái gọi là những tiêu chuẩn nào đó để thầy thành người hộ độ đúng nghĩa. Tại vì sao? Tại vì như vậy nè, tại vì nếu mà quý vị có cái tâm phát tâm là người hộ độ thì đó là một cái điều tốt, nhưng mà quý vị, nếu quý vị không có hiểu rõ được luật, hay là nó thậm chí là hiểu rõ về cái giáo lý luôn, quý vị, giáo lý luôn, giáo lý đây là sư chỉ nói là giáo lý về nhân quả thôi. Tại vì trong lục tạng á, sư có đọc qua có một trường hợp như vậy, là quý vị tự hiểu nha, là vào thời á vật thực khan hiếm thì cái người cấp bí giá đó đó thường hay hộ độ chùa đó, nhưng mà lúc đó thật vật thực khan hiếm, cho nên là người đó đó là lấy, khi mà người ta cúng cái vật thực đến cho chư tăng thì cái người cấp bí giá đó đó họ lại á, lấy cái phần nhiều họ đem về cho gia đình họ, đem cho bản thân họ, đúng không, rồi họ cúng chư tăng á một phần ít, đúng. Thì khi ấy á, thì Đức Phật á, Đức Phật ngài mới bức bức siêu việt, mới trình lên Đức Phật, thì Đức Phật mới giải quyết là, Đức Phật nói là trong cái thời điểm mà gọi là vật khó khăn này nè, hay là nạn đói này nè, thì Đức Phật cho phép trong thời điểm đó, thưa quý vị, xin nhấn mạnh nha quý vị nói nghe, trong thời điểm đó thì Đức Phật cho phép chư tăng được quyền cất giữ vật thực đó, tại vì người hộ độ này nè là họ lấy cái phần nhiều, vâng, rồi á, phần dân chư tăng rất là ít, tại vì á quý vị hiểu cái khía cạnh sâu sắc này nè, tại vì nếu họ để họ làm cái chuyện đó đó là nó sẽ gây ra cái việc bất thiện cho họ, và họ sẽ đau khổ ngay trong kiếp đó và trong nhiều kiếp nữa. Quý vị cũng có từng biết, Đại Đức Hành Tại cũng kể cho quý vị nghe về cái tích mà quyến thuộc quá khứ của vua Bình Sa Vương đó, chỉ vì mà ăn trước thức ăn của chư tăng đó, nhưng mà để rồi á cái quả đó nó đưa đến ngạ quỷ á, trong nhiều đời Phật toàn giác, rồi đến đời Phật toàn giác Phật Đức Phật Gotama đó, hay gọi Đức Phật Thích Ca, thì mới thoát khỏi được cái cảnh khổ, là nhờ Đức Phật hướng dẫn cho vua Bình Sa Vương làm phước đến chư tăng và hồi hướng. Thì xin, bởi vậy á, cái câu này là nó tuy là một cái câu mà có thể là nó thể đơn giản, nhưng mà nó có sự sâu sắc trong đây, thì xin nhấn mạnh cho quý vị biết, để một trở thành một người hộ độ là phải cần học,
có nghĩa là học giáo lý cơ bản và phải thông thạo luật gần như vị tỳ kheo thì mình đã trở thành một người hộ độ thuần túy theo đúng là Phật dạy. Và cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Dạ. Đức có bổ sung gì thêm? Thì phải nói là rất là cảm ơn sư Tuệ Tường người nhắc để mé một tí là bỏ sót cái vấn đề quan trọng này. À, như là đại đức Tuệ Tường vừa mới nói, cái tiêu chuẩn mà gọi là đúng chuẩn á, là chúng ta phải thuộc biết được cái giới luật của một vị tỳ kheo. À, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ có lòng thôi, chứ còn mình chưa có biết thì không lẽ không có cho mình hộ độ. Thì đối với trường hợp như vậy đó, quý vị cũng có thể đến gần gũi chư tăng hộ độ đó, thì vị này sẽ tùy theo từng trường hợp mà hướng dẫn quý vị những cái luật phù hợp, ví dụ như dâng đồ cho chư tăng thì mình sẽ dâng như thế nào, người nữ thì sẽ dâng như thế nào, mà người nam hộ độ thì mình sẽ dâng như thế nào đó. Rồi thức ăn thực phẩm mà dâng lên chư tăng á, thì cần phải làm hợp lệ như thế nào đó. Rồi tất cả những cái này cái kia đó, thì tại vì á, quý vị không có thể nào mà học hết trọn vẹn các cái luật như tỳ kheo, thì giống như á, là đụng đâu chỉ đó, nhưng mà với điều kiện cái này là quan trọng nè, chịu khó nghe dạy, tức là chịu khó sửa, mình sai là mình sửa. Chứ không có lý do gì á, sư gặp một vài trường hợp ông sư nói cái này không có nên làm, thì cái người hộ độ này lại nói là sư đừng có như vậy, sư cứ cái gì sư cũng giữ giới hết, là nó kỳ lắm, nó làm mình tâm bậy. Mình đã chấp nhận là người hộ độ thì mình phải học giới của tỳ kheo, cái vị tỳ kheo hướng dẫn như thế nào thì mình nghe như thế đó, chứ không có lý do gì mình không nghe nó. Thôi sư đừng có giữ cái giới đó, khổ tôi lắm, khổ lắm, sẽ không có được nghe đó. À, và cái thứ hai á, là quý vị cần phải có lời thư thỉnh trước, là đại loại như thế này nè, là sau này mà sư có cần cái gì á thì sư nói với con. Thì trong trường hợp đó sau này á, các sư có cần á thì các sư mới nói với quý vị được, còn mà mình không có thưa cái đó, đó là các sư không có dám nhờ, tại vì đó là luật nghe.